chân, hai chân nó mỏng. À, bây giờ tôi đi chừng chừng Camtasia tôi làm. Tôi đi làm Camtasia, bây giờ các bạn cũng coi tôi làm luôn. Tôi quay cho vui á mà. Tôi cũng làm chừng chừng á, hồi đó tôi coi cái bài trên mạng nhiều lắm. Mà tôi mò không à. Bây giờ tôi đi vào đây. Tôi đi vào đây nè. À, tôi làm lại nhá, tôi làm lại nè. Đầu tiên là tôi vào Media Bin. À, tôi vào đây nè. Xong rồi tôi bấm một cái thì nó xuống đây. Tôi đi xuống đây thôi, thêm chữ mo. Tôi đi xuống đây nè. Tôi thêm chữ mo. Đấy, tôi đi xuống đây nè, có cái dấu cộng nè. Đó, cộng nè. Thì chữ mo media. Đây, ở trên cái dòng trên, cái dòng trên nè. Đó, tôi vào đây. Là tôi vào đây là thấy cái nguồn trong cái đĩa, ổ đĩa của tôi có những cái hình ảnh tôi đó. Bây giờ tôi giới thiệu cái bài mà nấu ăn của tôi thì tôi sẽ bấm vào cái hình đầu tiên. Tôi giới thiệu là tôi muốn ăn món gì, kịch bản của tôi là bắt đầu tôi xuất nè. Tôi giới thiệu là ăn gỏi cuốn, chấm tương, ớt. Để tôi bấm vào đây. Tôi bấm vào đây xong thì cái tên của cái mã số của cái hình này nó nằm dưới đây rồi. Nằm dưới file name. Đó, vào đây rồi. Thì tôi open. Open thì tôi bấm continue. Đó. Bây giờ tôi sẽ continue xong rồi tôi đi lên đây nè. Tôi đưa con trỏ tôi vào. Cái mã số nó nằm trên cái media bin nè các bạn. Tôi kéo xuống. Tôi giữ chuột trái. Xong tôi rê nó vào cái chắc 1. Tôi thả nó vào cái chắc 1. Đó. Là các bạn thấy có hình ảnh đây rồi ha. Bây giờ có hình ảnh đó rồi. Tôi đây là tôi giới thiệu món ăn về gỏi cuốn chấm tương ớt. Bây giờ tôi sẽ gồm những cái nguyên vật liệu gì. Nó nguyên vật liệu gì là có. Tôi vào tiếp. Tôi vào dấu cộng. Tôi vào dấu cộng. Kịch bản của tôi. Ở đây tôi sẽ có những cái món ăn gì thể hiện nấu từ những cái gì nữa. Tôi liệt kê lên hết và tôi chụp lên hết. Tôi để trên một cái bàn của tôi. À, cả bàn. Cái mã số 0090 là tôi ghi sẵn rồi. 0118. Tôi vào cái 0118 nó đẹp. Được coi. 010. Hoàng, hai cái này nhìn cái nào đẹp. Hồi nãy đánh dấu trên này nè. Cả bàn 0090. Rồi tôi đánh vào cái trò này 0090. Là nó có tên ở đây nè. File name đây rồi. Rồi tôi đi lên con chuột lên xuống cho các bạn thấy. Xong tôi vào open. Đó. Tôi vào continue. Tôi để đó đi. Ở đây cái hình ảnh đây thôi. Tôi đi lên đây nè. Tôi lên media bin nè. Đây có cái thứ hai. Tôi ghi con chuột này các bạn thấy. Tôi giữ con chuột trái đè kéo xuống. Tôi thả vào trong cái chat 1 này luôn. Thả cho sát. Rồi các bạn coi. Đấy. Nó ở sát ở đây rồi nè. Đó. Tôi cũng làm ì xèo vậy đi. Đó. Xong rồi tôi cho thử chạy nhé. Tôi bấm vào play chạy nè. Các bạn thấy không? Nó chạy thử hai cái tôi ghép vào rồi đó. Tí tôi cho hiệu ứng vào sau nha. Rồi. Giờ tôi dừng rồi, tôi không cho nó chạy nữa. Tôi kéo cái này, cái thước này nè. Tôi kéo cái thước này, tôi kéo nó lại. Tôi kéo nó lại vào chỗ cũ đi. Đầu tiên đi. Đó, nằm nó đi. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào tiếp dấu cộng này nữa. Tôi còn nhiều cái hình ảnh để cho nó ra một cái bài của tôi mà. Tôi ghép mà. Rồi, tôi vào dấu cộng. Tôi vào import media. Đó. Tôi tại những cái bước đó tôi làm mẫu rồi các bạn rồi. Ở trong cái tờ giấy của tôi là 00. Sao lật ngược vậy? Khổ. Kè le. Đây 0075 là đi mua giá. Cái mã số 0075 là đi mua giá. Bây giờ 0075 là đi mua giá. Đâu 0075 đâu. Cái tay rung mất đây nè. 0075 đây đi mua giá. Tôi đi ra chợ. Tôi đi mua giá. Đấy, tôi bấm vào đó. Tôi đi ra chợ tôi mua giá, tôi bấm vào đó. Tôi bấm vào đó nha. Xong rồi nó cái tên nó ở đây rồi. Vào đây. Open. Open xong rồi continue. À, nó ra được cái thứ ba này. Tên nó nằm trên này rồi, chỗ media bin. Tôi giữ chuột trái, kéo nó xuống, thả vào chắc 1 luôn. À, tôi thả vào đây, nó nằm đây rồi nè. Ủa, sao nó giống vậy? Ủa,
Sao nó cũng là cái bàn ông nội ơi. Chết em rồi, nó cũng là cái bàn luôn. Nó là không không à, hai cái đều bàn thôi, để luôn. Thôi bỏ nha, bây giờ nếu bỏ, bây giờ nó lỡ rồi, nếu bỏ ta sẽ vào đây. Ta kéo cái cây thước này, lỡ rồi. Ta kéo cái cây thước này vào đây nè. Kéo vào đây. Kéo đúng điểm luôn. Đó. Đó. Kéo cái biên giới của nó cả hai cái mà vừa chập nhau đó các bạn. Hai cái vừa chập nhau là kéo đúng cái cây thước này về đây. Xong rồi dùng cái kéo nè. Các bạn coi nè. Tôi dùng kéo. Có cái kéo nè. Có kéo ở đây. Kéo nè. Tôi rê rê lên cho các bạn thấy. Tôi kết nè. Xong nó đi rồi đó. Các bạn thấy không? Đi rồi đó. Rồi tôi làm tiếp nha. Đấy tôi làm lộn hai cái bàn một lúc. Rồi. Qua làm tiếp nha. Tôi vào đây. Tôi vào dấu cộng. Tôi import media của tôi nữa. Xong rồi. Ủa sao hồi nãy 0075? Rõ ràng mình đánh 0075 mà. Đi chợ mua giá mà rõ ràng mà. Ra cái đó. Ủa sao không thấy trên này vậy? Gì vậy? Giống như trùng lệnh với người ta. 0075 không ra ta. À, đây trên này. Ôi 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 lú ơi, lú nó ở trên này. Đi đi đem xuống dưới. Kéo dưới đúng rồi, chết. Đấy, kéo cho nó ở đây, kéo cho nó sát đây rồi. Đó, tôi kéo cho nó sát đây này, 0075 mã tôi thả xuống ngay cái chắc một này ở đây. Đó, bây giờ tôi làm được rồi gì, tôi đi tiếp này, tôi đi tiếp nhưng mà tôi làm ba cái thôi. À, tí nó ra không, coi thở tí rồi. À, tiếp bằng 0075 rồi mua giá 0076 mua 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 bơ, mua bơ đi siêu thị mua sợ mua bơ. Rồi tôi vào dấu cộng, tôi vào dấu cộng này, import media nè, tôi đi mua bơ 0076 này đó, tôi vào open này đó, tôi vào continue này. Đó. Bây giờ tôi làm nhanh rồi đó, tôi không có làm chậm nữa ha. Rồi tôi kéo 0076 xuống đây, cái bước nó y chang như vậy là nó có đây rồi. Đây nè, tôi kéo xuống đây rồi. Bây giờ tôi đi tiếp nha, tôi vào dấu cộng, tôi vào dấu cộng nha, tôi vào dấu cộng này các bạn, cộng nhá. Xong rồi vào more media này các bạn. Đó tôi làm từ từ lại nhá. Đó tôi vào đó, more media nó ra cái nguồn dữ liệu của tôi. Bây giờ không, tôi đi chợ mua bơ rồi, bây giờ tôi làm gì, 078 tôi ghi chú bên ngoài rồi là mua tôm rồi, mua tôm ở siêu thị tôi đánh vào đây. Cái chỗ này là tôi ghi mật mã ngoài rồi là 0078 đi mua tôm rồi, thì đi làm thì phải mua tôm chứ. Rồi đi mua tôm ở đâu thì ghi ở đó, nó mở nhá. Ôi do not again. Gì vậy? Import media from network. Gì vậy? Là 0078 có rồi ông ơi. Kéo xuống nha. Đi làm rồi. Nè. Đó, đi mua tôm. Kéo xuống nó có rồi đó. Xong bây giờ nè, cái nào không có rồi cái nó làm lại. Bây giờ tôi dấu cộng nè. Nhanh thế rồi, import media nè. 0078 rồi, bây giờ tới 079 là mua salad. Đó, mua salad. Ờ, mua xà lách 0079 là mua xà lách đó. Tôi bấm vào đây, tôi bấm vào đây, click vào đây, tôi trái vào đây thì tên nó nằm trong này rồi. Tôi open đó, tôi open nha. 078 này là đó gì, 079 là xà lách. Tôi kéo 079 của tôi xuống dưới, tôi chọn chuột này, tôi kéo này. Này đó, mua xà lách. Giờ tôi cho nó play thử nha, tôi coi nó ra cái gì. Nãy giờ tôi làm 8 9 phút rồi các bạn. Tôi đang cố tình tôi làm cái video của tôi chưa livestream được, tôi chết luôn. Đấy, tôi có mua giá rồi mà. Tôi đi giá, mua giá xà lách nữa, tí nữa tôi lại mua thêm giá vì thấy ít quá. Rồi tôi cho nó dừng nhá, vì tôi coi vậy được rồi, tôi nhớ 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 rồi. Tôi đi tiếp này, tôi đi tiếp này, tôi lấy mua xà lách rồi nhá. 0098 là luộc thịt rồi. Tôi đi vào đây nguồn cộng này, vào cái cộng của em ai vậy, nguồn nó kêu không cộng này, cộng nè, tôi vào import này đó. Tôi đi vào import rồi thì tôi lấy cái luộc thịt 0098 luộc thịt đó, mở open đó.
Bên 098 đây rồi. 098. 098, tôi kéo xuống nha. Tôi kéo xuống đây. Đấy. 098 tôi kéo xuống rồi. À, tôi kéo 098 xuống xong rồi. Bây giờ nó ra được cái phần luộc thịt. Bây giờ luộc thịt thì là phải đến luộc thịt để vớt thịt ra. Rồi xong rồi bây giờ phải luộc tôm nữa chứ. Rồi bây giờ luộc tôm, vậy là thêm hình ảnh đã quay luộc tôm. Rồi tôi vào import media. Tôi import media. Xong rồi tôi vào chỗ luộc tôm. Đây. 0106 là luộc tôm. Luộc tôm à, ngâm đá đó. Tôi quay nó cũng hơi xấu. Hơi gì? Xấu thiệt mà kệ làm luôn. Đó luôn nè quốc nè. 0106 nhá, đằng đâu ạ? À? Mắc trận lên coi nó 0106 đâu ạ? À? Đâu ạ? À? 0106 đây. Kéo xuống 0106 phải không ạ? À? Đúng rồi, đúng rồi. Mặt trận luôn, kéo xuống nè, thả xuống nè. Dễ không? Dễ ha. Thả xuống đó. Dễ không? Dễ mà. Đó, rồi xong rồi tiếp nha. Thả xuống đây xong rồi là luộc tôm nè, luộc thịt nè, luộc tôm nè. Rồi bây giờ còn luộc nữa không? Luộc chứ, luộc rồi sắt, được không? 0106 0108. Trời ơi ai vậy? Alo. À mẹ có, con lên đây đi, mẹ bảo nghe. Lên đi con. Lên chị mẹ ở 302. Con bé 0108, rồi tiếp nè. Ủa 0108 luộc thịt rồi phải không? 0106 luộc tôm rồi ha. 0108 là chiên hành. Rồi, 0108 chiên hành. Mò media nè. Chiên hành, mò media. Chiên hành, đây. 0108 là chiên hành. Sao có hai cái chiên hành, thôi lựa cái bên này chiên hành đi. Lựa cái nào cũng được, chắc cái xấu cái đẹp chắc đó. 0108 chiên hành đúng không? 0108 chiên hành. Tôi kéo nó xuống đâu à, kéo xuống chắc hai à, nó dài quá, tôi để đỡ chắc hai cái đi, xong rồi tôi đẩy cái này lại tí ha. Tôi kéo này ra là nó ra này, đây nè. Tôi vào đây nè. Vào đây. Khi mà nó dài quá không kéo được xuống, tôi kéo này ra để cho nó chạy nha. Chạy nè, cho nó chạy nè. Nó chạy. Ủa. Kéo gì như này nó chạy ra tới tấp đây nè, kéo cái này nó chạy cái này. Kéo đây chứ nó lộn, kéo đây nè. Kéo lộn. Kéo đây. Lộn. Kéo cái này á để cho nó ra đó. Nó ra cái chỗ mình xin nó dài quá. Dài quá thôi, bây giờ là cách khác cho nó ngắn lại, tất nhiên nó rút bài đó, nó rút dây lại đó, nó ngắn lại là nó rút dây lại đó. À tôi cho này to ra chứ, nó đang nhỏ quá, đúng rồi, để tôi coi tiếp tí chứ. Không tới đây rồi phải không? Khoan đó, tôi đang làm bài tập đó các bạn. Bây giờ cái nồi này của tới sao nó quay về chỗ này ghê à. Rồi cho này luộc thịt rồi ha. Rồi xong rồi media này thả bánh chắc hai rồi, giờ chắc hai thả đâu à, chưa có gì thả xuống dưới. 0106 là luộc tôm rồi, bây giờ 0108 thả chắc hai rồi. À không, bây giờ từ từ nhá, làm tới đây tới đây tôi quay lại cái kia tí nhá. Từ từ giờ tôi vào thêm hiệu ứng nha các bạn, tôi đi vào thêm hiệu ứng nè. Tôi chạy vào cái chỗ này cho các bạn coi lại tí đi. Nè. Tôi cho nó chạy qua. Nó cũng chạy hết, nó chạy từ từ ra hết á. Khoan để tôi tốt nó lại để tôi kéo cái anh này xuống đây. Nè, xuống đây đi. Đó, nó nằm trên chắc 2, tôi kéo nó xuống chắc 3. Bây giờ tôi quất tiếp đã nha. Tôi vào mò đây media đã đi. Tôi kéo nó rồi, bây giờ tôi mò media này. Mò nè, 0108 rồi. Bây giờ 0111 là rang đậu phộng. 0111 rang đậu phộng rồi. Đó, mở, cho kéo xuống. Continue. Rồi, tôi kéo xuống, rang đậu phộng nhé, 0111. Đây, tôi kéo nó xuống. Tôi thả nó ở đây. Đó, tôi rang đậu phộng. Tôi làm nhanh nha các bạn. Tôi làm nhanh nè. Bây giờ tới 0112 là sốt, làm nước sốt. 0112, tôi vào dấu cộng nè. Tôi vào dấu cộng nhé. Mo nè. Đó. Mò, xong cho tôi ạ. Hết cho vào là mò media nè. Đó, 0112 đâu à. Đây,
đây chứ, 0113 làm sốt open đó, continue 0113 nhá, kéo xuống này làm sốt này, kéo xuống tôi làm sốt ha các bạn. À, tại vì tôi rang đậu phộng xong rồi thì tôi phải quay tôi làm nước sốt chứ, làm sao chứ. Ủa phải không đó, 0113 là chén nước sốt ông ơi, 0112 mới là sốt. Làm ron à, kéo này ra để tí cho anh kia xuống, bây giờ lấy gọi là nhập vô 0112, kéo nó ra, kéo ra dễ lắm. Bây giờ 0112 nhá, làm sốt này đó, open này đó, continue đó, tôi có trên này 0112 nè. À, tôi kéo xuống, tôi kéo xuống, kéo rê chuột kéo xuống, thả ngay đây luôn, sát luôn. Rồi nó nằm trên này kéo xuống, mày không vừa à? Không vừa, kéo thằng này ra rồi kéo thằng này xuống cho đáp vô đó, dễ lắm các bạn. À, rồi thằng kia đáp vô rồi xong hả, gì đó không rồi ha. Sau này làm gì ra MV 0112 cái chừng nó không có hình nha. Cậu cứ làm tiếp đã, làm tiếp này, 0112 được không? 0112, 0113 là chén, 0113 có chưa? Có rồi, có 0113 rồi. Này là coi cái hình đó, nó tên là cái gì, 0113 đây rồi, đúng rồi. Bây giờ tới 0115 là cuốn rồi các bạn, sắp xong rồi các bạn ơi. Nè mò media này, 0115 đâu rồi, tôi dối lắm, tôi đi mò không à. 0115 nhá, tôi bấm vào đó open rồi tôi gáp vô đây đấy, 0115 đây, tôi kéo xuống 0115, tôi kéo tôi thả luôn đây, thả đây luôn các bạn đó, tôi thả chắc một luôn đó, tôi thả đây nè, 0115. Sao cái MV mà 0112 này giống như không có gì ta, nó này chỉ như có gì rồi, có tiếp MV 0115 nó có mà sao cái này hình như nó ít quá, nó không ra gì. Rồi tiếp tục, tiếp tục 0112 là 0115 rồi ha, 0115, 0116 là tôi biểu diễn là cuối cùng luôn, cho vào cái cộng, cho vào cái cộng nè, thêm nè. Đấy, bạn nào làm đây thấy tôi làm chậm nhất, tôi còn làm được mà, 0116 nè, đó, mở nè, bấm vào cái đó tôi mở xong rồi open nè, tôi continue nè các bạn, thế là tôi xong, tôi kéo mà 0116 nó nằm trên cùng này, kéo vô, thả, thả, thả dễ lắm các bạn, kéo thả xong sung sướng. Và sắp xong rồi, chưa nha, chưa biên tập, mới là trình bày thôi. Bây giờ tôi bắt đầu tôi thả hiệu ứng các bạn ơi, tôi thả hiệu ứng nha. Ôi rồi 17 phút 51 à, hồi ráng thả một cái hiệu ứng này cho các bạn thấy nè. Bây giờ vào cái hiệu ứng, tôi vào đây nè, bạn coi nè, tôi vào đó, transition. Đấy, từ trên đếm xuống nè, dòng thứ tư nhé, 1, 2, 3, 4 nha. Bây giờ tôi click vào cái hình này, đấy các bạn click vào hình nào nó ra cái hiệu ứng hình đó, click hình nào nó ra hiệu ứng hình đó. Tôi lại cũng nè các bạn coi nè, tôi cũng để cái chuột tay ở bên chuột trái á, à, tôi giữ nè, tôi kéo tôi thả. Các bạn nhìn tôi thả nha, tôi thả vào cái chỗ hai cái nó nối, cái này hiệu ứng này nó chỉ ăn vào cái chỗ nối chứ nó không đè lên bài các bạn nha. Đây các bạn coi tôi thả. Đó. Tôi thả là nó có màu xanh này các bạn. Nha. Tôi thả vào chỗ đó nó có màu xanh, tôi hiệu ứng đó. Bây giờ tôi không thích xài hiệu ứng đó, bây giờ cái hiệu ứng này nó quay hình. Rồi xong, tôi quất nó luôn. Tôi thả, tôi kéo xuống chuột trái này, thả nó vào đây. Tôi thả nó ngay đây, lại chỗ hai cái là nó ăn được cái hiệu ứng thứ hai. Rồi tôi tiếp tục nè. Tôi lại kéo xuống cái này, bỏ thả hiệu ứng cái này. Được chưa? Nó vào cái nào rồi? Không, nó chưa ăn. Thả bay véo đi đâu rồi? Tôi kéo lại. Hai cái này. Đấy, thả vào đây. Chưa ăn nha, cái chỗ này chứng tỏ cái chỗ này có vấn đề. À, nó là chỗ này là nó chỉ ăn vào đây thôi. Còn anh này là đang hình như là, thì là mà anh này không có tác dụng gì đây nè. Ồ không, thả chỗ khác. Rồi lấy thằng khác. Lấy hiệu ứng khác, kéo vào đây. Ở đây là chắc chắn có nè, nhìn là biết rồi. Đấy, cái màu xanh xanh. Như vậy là cái khúc mà cái chén đậu phộng này nó có vấn đề là nó không cho ăn. Rồi tiếp tục nha. Tôi kéo xuống tôi lấy hiệu ứng khác đi. Này hiệu ứng gì đây? Đấy, cái chuyện cảnh nó ra rồi. Quất thằng này vào đây cho nó xinh đẹp. Đó, tôi thả vậy nè các bạn. Tôi lại làm lại từ từ nha. Tôi lấy hiệu ứng nè. 1, 2, 3, 4.
Tôi đi vào, tôi thích cái hiệu ứng này lắm. Đây, tôi thích cái nào tôi để cái con chuột vào cái chỗ đó, nó ra cái hình cái hiệu ứng chỗ đó. Tôi rê này, để nhấn chuột trái, tôi kéo lôi nó xuống ngay chỗ cái khe rồi. Hai cái nối nhau á, nó chỉ ăn vào chỗ hai nối nhau rồi, nhưng mà chỗ này nó có vấn đề rồi. Chỗ này nó có vấn đề, nó không thèm cho. Là cái bài của tôi nó có vấn đề, tôi kéo cái khác, tôi thả vào phía đằng sau này là được này. Cái dấu hiệu nó lên xanh xanh là được nha các bạn. Đó. Đó, bây giờ tôi thả vào chỗ đằng trước nhé. Tôi đi lên tôi thích cái này, tôi thích cái này, thích này nhất này. Thích cái này lắm luôn, thả luôn cho một loạt toàn cái này đi, nhiều hiệu ứng lắm. Các bạn cứ việc làm đấy, tôi kéo lên, kéo xuống rồi thả vào đây tiếp này. Ở trên này đằng trước của tôi đầy cái chỗ tôi ghép đúng không? Ừ, tôi cho hiệu ứng work. Cho vào đây. Tôi đi mò chừng chừng các bạn ơi. Tôi phải có thời giờ tôi ngồi tôi coi, tôi cứ thế tôi mò. Tôi thích mò lắm. Thầy bác làm bài tập đấy. Thầy bác học sinh của mình phải đi tìm hiểu và học hỏi thêm. Mà khổ thầy ơi, em đang làm. Em rốt nhớ lớp rồi thầy ơi. Em mò nè. Ý chích chưa? Thả vào đây, thả vào đây. Đó, tôi lại lấy tôi thả, tôi thích cái này, tôi thả này xuống. Thích cái này tôi thả vào đây. Đấy, thả vào đầu tiên nhé. Tôi lấy cái này tôi thả vào đây nữa. Đó, thả vào đó đi. Còn như kéo cái cây này về tuốt đi. Thầy cũng giới thiệu cái web 5ngày.com á, các bạn vào đó nghiên cứu đi, họ chỉ cái này cũng hay lắm. Thầy nói cho ai, tớ cũng nói theo thầy thôi. Đấy, các bạn coi tớ cho nó play nhá. Thế là hiệu ứng đưa vào rồi đó. Tớ chưa có intro outro ha các bạn. Tớ chưa hề có. Nhưng mà cái chỗ nào tớ có cái hình này đó, à, nó chuyển qua. Em thấy chưa? Nó dễ mà, nó đâu khó, thấy chưa? Nó rất là dễ luôn, nhưng mà nó dễ với điều kiện ngồi chị tân răng này nha. Còn nếu mà là làm nhanh quá thôi thì không được, biết cái gì đâu à. Bay véo lên trời khỏi biết luôn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Chào các bạn, để yên quay cái mặt tớ nè. Mới thấy cái mặt tớ không nè. Chào tạm biệt các bạn ha. Mình thấy không ta? Mob TV chào các bạn nha. Tớ đang làm bài tập tớ. Cảm ơn các bạn. Đấy, tớ đang cho nó chạy lại, nó phát lại. 22 phút.